Nó giấu không? Nó không cho bạn Nhung ôm ba Hiếu. Đúng ghen. Trời đó bóp cổ chị Dung kìa. Đúng là con gái tôi cọp. Đây là mặt tâm lý. Trời, hai con này lợi dụng quá à. Giả bộ lấy con nhỏ ghê làm nó trắng không à. Nó móc bắp được lòi ra giờ. Đó, giờ đánh đuổi được tình địch rồi, bây giờ chuyển qua xử nạn nhân. Trời, nhớ chờ một đứa. Nè, nó